4 cái app nè. Đó, rồi giờ anh chia 4 tụ, mỗi tụ 13 lá rồi đấy nha em. Cái này khó. Tại nãy giờ em thấy anh chia bài nó bình thường. Nó bình thường hay không là do camera nó quay lại, em cũng biết được nó bình thường. Tại em coi cái bài em có app nào chưa? Đúng không? Không có rồi. Từ cái này chơi đạo đức em ủng hộ anh trên YouTube lâu rồi, thấy anh diễn mấy kỹ năng hay quá. Rồi trong cái clip đó thì cũng thấy anh diễn mà mấy kỹ năng mà lấy 4 hay 4 2 á, đầu tiên diễn có mình á, bây giờ em muốn diễn em tự làm, em tự lấy 4 hát ra rồi em tự đưa vào rồi cho để anh diễn để tận mắt thấy. Chứ như em muốn dùng cái nghệ thuật này đi ra giúp vui người ta thì em không học mục đích gì cả bạn, em chỉ thấy đam mê nghệ thuật đó thôi. Thì thường những cái khán giả là nói hiện nay đó là tôi cầm một bài tôi xào vẽ tôi lấy ba con gì đó mà ở đây tôi bỏ vô mà anh có lấy ra được không? Thì cái nghệ thuật này thì nó giúp cho người ta xả được cái chết. Em làm việc bên gì là thấy tướng tác vẫn đau gì? Em làm bên IT anh. IT hả? Máy vô tính cho giỏi lắm ạ. Dạ. Em cũng làm máy vô tính này, tính này em biết là những cái video anh thì cũng có thật không mà đâu có cắt ghép gì đâu anh biết. Ở đâu thì thấy anh chuyển có mình là sợ anh sắp đặt trước này kia. Thì bây giờ thầy để theo sự nhu cầu của em đấy. Dạ. Cũng đáp lại những nhu cầu của khán giả của anh em đang xem những cái video của mình. Thì bây giờ em ý đồ em muốn làm diễn như thế nào em nói. Rồi bây giờ là đây là một bài bình thường. Bình thường. À, em thì thấy anh diễn lấy 4 mát ra thì em cũng muốn lựa 4 chính tay em lựa ra. Nhiều khi anh lấy 4 mát thì anh sắp đặt trước cũng không biết được nên em lấy mát ra. Chiến thông này ắt là cái còn chua lét còn không? Đây là nghe đó nè. Em cũng có chiên về đó mà thấy đam mê gì thôi. Ngưỡng mộ tới. Nhưng mà nhiều năm cũng không thích đánh bài mà đến học môn nghệ thuật này. Anh trong clip thì cũng đưa vô như nè, nó cũng làm gì không có ai làm nhau đưa vô. Anh sợ anh đưa vô là anh đưa vô theo cái khuôn khổ của anh cái gì. Đúng rồi, giờ em làm cho anh luôn, đưa vô sẵn luôn. Rồi đó, người thấy là 4 cái app nè. Đó, rồi giờ anh chia 4 tụ, mỗi tụ 13 lá rồi đấy nha em. Cái này khó. Em có sợ dễ không? Cái là đi cho nó tự tin đi. Rồi. Xong. Rồi. Ok ha. Thì theo yêu cầu của em thì anh sẽ biểu diễn một dáng bài này nó rất là đơn giản thôi nha. Nó không có nhiều phức tạp gì hết. Đối với anh thì kỹ năng anh không có gì đâu gọi là phức tạp. Nó chỉ mấy lá bài này. Anh lùi dở nó hàng ngày rồi. Cái môn này rất là nó rất là hay lắm. Tại vì là sao mình sẽ giúp cho người ta là sợ chết là ảo đi nha. Tại nãy giờ thấy anh chia bài nó bình thường, nó bình thường hay không là do camera nó quay lại, em cũng biết được nó bình thường. Tại em coi cái bài em có ác nào chưa? Không có không? Không có rồi nè. Từ cái này là không có coi thêm có không? Này cũng không luôn. Ở đây coi thế này, nếu ở đây ba nếu không có thì ở đây là anh muốn mắt đúng không? Rồi dạ, hết rồi. Đây là cho em là coi 4 mắt nè. Đây là 1 mắt, 2 mắt, 3, 4 mắt. Ok, như vậy được chưa? Ok rồi. Bây giờ em cần mua cầu anh, em diễn gì nữa? Em sẽ... và em lấy 4 lá mà không cho anh biết trước. Không cho anh biết trước thôi. Cho camera coi thôi. Để xem mình lấy được 4 lá này hay không. Dạ còn như em sẽ bài luôn nha. Nhưng mà bài đặt nè, dẫn đi nè. Vậy không biết là anh là có gì trong bài này đúng không? Cái điểm xanh xào đấy. Thì tùy anh thôi, muốn làm gì em làm. Em đã làm xong rồi. Bây giờ là
giờ là anh biểu diễn cho em xem cái bài này, nó rất là ác ở chỗ này, nó tất nhiên là mình thầm trùng lum ra. Bây giờ là em cảm kinh không? Thôi em đã làm mấy nhiên lụng anh này rồi, rồi giờ ai làm cái? Anh đi, anh làm cái, đúng không? Anh là cái, bây giờ hiện nay giờ là em muốn thích là cái tụ anh là tụ nào? Tụ anh về tụ em đi. Rồi, rồi giờ cho em tin luôn. Nếu ở đây là anh là tụ này đúng không? Đúng rồi. Ha. Rồi ok nha. Em có thay đổi không? Không, anh sẽ bỏ từng lá bài xuống trên. Như vậy á, em thấy nó an toàn. Em toàn thấy cũng, em cũng được. Bây giờ anh nghe hồi nãy là em thích là ba lá bài của em là tụi này. Đúng, đúng không? Đúng rồi. Dù em kinh. Đúng, yeah. Em làm bài rồi luôn. Bây giờ ba lá bài, phải là ba lá bài. Dù anh không biết ba lá bài nó gì nghe, phải là bốn lá bài cho em. Ừ. Mày phải bốn lá bài không? Dạ, đúng rồi. Mày anh